Sau đây là kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 20 tháng 1 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 6, 4. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 6, 3, 4. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 5753, 6003, 4304. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 6897. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 36842, 32599, 70324, 63454, 89917, 49024, 38683. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 66058, 47588. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 66455. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 91706. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 20432. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 20432.